Hello nha, mình quay trở lại với Con Mắt Tôi Việt Nam. Và đây là chương trình hỏi đáp cùng Viber. Nếu như em có bất kỳ câu hỏi gì có thể là comment xuống bên dưới. Nếu như mà thêm nữa là nếu như em quan tâm về bộ review cũng như là về OC review hoặc là OC review thì có thể inbox trực tiếp vào fanpage của Matter. Đường link thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh. Ok, bây giờ nó sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay. Thì bạn Nguyễn Đức Hiếu có hỏi là mình sử dụng lưới 1.4 review cho 0.3 cháy lưới rất nhanh tầm 10 hơi là cháy rồi, cho mình hỏi kỹ là review của tôi kém hay là do không hợp. Cái thứ nhất là đối với cả con UXVA 0.3 thì mình sử dụng chỉ một là bộ UXVA, hai là bộ PNP 0.3, là hai bộ phù hợp nhất. Cái thứ hai nữa là đối với cả cái 0.4 thì nó đã không phù hợp với số ohm rồi, build thì build được nhưng mà không phù hợp số ohm rồi, thế nên là cái việc mà bạn sử dụng nó bị cái tình trạng là nó nhanh cháy thì nó không có gì là khó hiểu cả. Hoặc là nếu như mà bạn dùng thì có thể dùng bộ AX 0.4, nếu như RMM thì không được, thì những cái bộ đấy mình cũng đã có test hết rồi. Nếu như bạn dùng thì dùng 0.4. Với cả nữa là bạn có hỏi là 10 hơi đã cháy rồi, 10 hơi đã cháy thì cái này phải do cái công suất cũng như là về dung này, về cách bạn build nữa. Chủ yếu là cái bạn build, mình nghĩ là cái bạn build sai hoặc là build dày quá, nó không thấm kịp dung, hoặc là cái lỗ dung nó thấm dung ấy nó không được chuẩn, nó không thấm dung kịp thì nó sẽ gây ra tình trạng cháy. Nên một điều nữa là các bạn hút nó liên tục ấy, nó không để cho những cái oxy nó nghỉ thì nó cũng sẽ gây ra tình trạng là cháy oxy. Thế nên bạn cứ kiểm tra những cái mà mình bảo đó thì sẽ ra vấn đề là nó đang bị làm sao. Còn tốt lại thì nếu như mà build ấy, thì có thể là build 0.3 của UVA hoặc là PNP 0.3 để có trải nghiệm ngon nhất. Thêm nữa là sử dụng bông bài nhá, nếu như em quan tâm thì có thể inbox trực tiếp vào fanpage của Master. À, có cả link Shopee cũng có link Zalando cho anh em, để dưới cho anh em luôn. Thế bây giờ nó sẽ đến với câu hỏi tiếp theo ngày hôm nay. Băng QLK giữa Flexus và con Slim thì nên cho con nào? Nên bị ngon hơn, hai con thì mình thấy là nên bị chiếm thêm nhau, nó không còn nào hơn đâu, nhưng mà đối với cả Slim thì nó nên cho lên đi tốt hơn. Vì độ thoáng thì hai con thoáng như nhau, nó không có chênh lệch nhiều cả. Về độ bền của OC thì mình thấy là nếu mà so thì mình thấy là đầu đầu con Slim thấy nó nhìn hơn tí. Về đánh vị, về độ bền giữ vị thì mình thấy là con Slim nó giữ vị ở một số chai tốt. Còn đối với cả Flex Q thì nó lại được cái những ưu điểm là nó đánh về những chai dòng dung ngậy khá là ngon, và nó không bị đậm quá, nó không bị ngậy quá cũng như là không bị ngọt quá. Hút vào mùa đông khá là hay, như kiểu hút những chai bánh bùng các thứ tốt. Còn đối với Slim thì nó cho ra một độ thoáng, đối với 0.6 nó khá là thoáng, cũng như là khi mà sử dụng con Slim thì về cái dư vị của nó thì mình thấy là nó cũng không được gọi là nhìn hơn con Flexus Q hay là Flexus Block quá nhiều. Dòng Flexus nói chung, ở dòng Flexus thì bạn loại luôn con Flexus Block ra, nếu mình chọn thì chọn Flexus Q nào ổn áp nhất. Nó sẽ tương đương với cả con, nó sẽ kiểu như là nó sẽ, nếu để so sánh giữa Flex Q và con Slim thì nó sẽ dễ hơn, vì hai con đấy nó cùng tầm giá cũng như là nó về cái hiệu năng nó cũng như nhau, về cách đánh vị cũng như là độ bền OC nó cũng tương đương nhau, nó không chênh lệch nhau nhiều. Còn nếu như để mình chọn thì mình chọn về độ phổ thông, mình sẽ chọn con Slim. Slim thì chọn Slim V2 chứ không phải là chọn Slim SE. Dưới SE là cái bản cắt giảm rồi, hút khá là tù, nên là nếu như mà chọn thì anh em nên chọn là cái bản thường của nó luôn, bản full luôn ngay từ đầu luôn, thì sử dụng nó sẽ ok hơn là những cái bản mà nó cắt giảm đi về cái chi phí, thì nó cái kinh phí khi mà mua một cái con bot thì nó không cao và nó chênh lệch nhau không nhiều. Thế nên là chúng ta mua cái bản full luôn, tội gì phải mua cái bản cắt giảm làm gì cho nó tự nhiên này, mất đâu đấy khoảng độ 50 hay 100 nghìn này không được cái bản bản full này, phải sử dụng bản cắt giảm và nó không được bền về máy, về pin nó không được sử dụng không được lâu đó. Thế nên là nếu như mà chọn thì hai con này thì về hiệu năng như nhau rồi. Nếu mà chọn thì bạn nên chọn là con Slim V2, thế là ok nhất. Ok, thì bây giờ nó sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn Thái Tiến là Slim V2 và Favo thì con nào ok hơn? Nếu như để mình chọn và để mình tư vấn thì mình sẽ chọn là con Favo, vì mình đã trải nghiệm hết cả hai con của nhà Upright cũng như là của nhà UXVA, thì mình cho cái cảm nhận là con Favo đánh về dung nó sẽ đa dạng hơn, nó có một độ bí nhất định cũng như là đánh về độ ngọt, cái độ ngọt nó không quá nhiều, nó chỉ ngọt thanh thôi, rất là dễ hút, và mình rất yên tâm trên những cái tất cả những chai dung đó. Những chai ngọt mình cũng không sợ luôn vì trên con này nó không đánh ngọt nhiều. Đối với cả Slim V2 thì nó có một thiết kế nó dễ cầm hơn con Favo, cũng như là về cái đầu boss của nó. Để đầu boss thì mình thấy là con Slim V2 nó giữ vị tốt hơn, nó bền vị hơn. Một ưu điểm nữa của Slim V2 đấy chính là nó cho lên ly khá là tốt, nó có một độ thoáng. Đối với độ thoáng thì con Slim V2 chắc chắn nó sẽ thoáng hơn rồi, và nó cho lên ly cực kỳ tốt, nó tốt hơn con Favo khá là nhiều. Thêm điều nữa về độ bền của OC anh em khá là quan tâm, thì giữa hai con này thì mình thấy là hai con nó bền như nhau, nó sử dụng đâu đấy khoảng độ 7 ngày đến 10 ngày và chúng ta thay một cái đầu boss thế là ok rồi, còn tùy thuộc vào dung cũng như là cách sử dụng anh em nữa. Nhưng mà nhược điểm lớn nhất mình thấy là con Slim V2 là đánh cái mic 3 nó hơi khó, cũng như là những chai nào mà nó bị nhạt quá, nó kiểu như kiểu chai chanh dầu mật ong ấy, nó về độ đậm nó hơi ít ý, thì con Slim V2 không đánh được.
Đó, còn con Favo thì đánh khá là tốt, nhưng mà về ly thì con Favo lại thua con Sới V2 đấy. Thế thì con, nhưng mỗi con nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Còn nếu mà hút về vị thì mình thích là mình sẽ chọn con Favo hơn, và nó cũng đỡ lick, con Favo cũng đỡ lick hơn so với con Sling V2. Còn Sling V2 anh em thích ly, hút ly nhiều hoặc là nó căng một chút ấy, thì chọn Sling V2 đó. Thì đó là cái trải nghiệm cá nhân của mình.